Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Thưa quý vị, One Wallet là ví mở rộng chạy trên cái mạng lưới Harmony Blockchain, và One Token là cái đồng coin chạy trên cái nền tảng Harmony. Quý vị muốn sử dụng được cái ví One More Wallet thì quý vị cần phải có cái đồng One ở ví để làm phí gas. Và ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt thêm tiện ích ví One Wallet vào trình duyệt. Quý vị có thể vào Google và tìm là Harmony Wallet. Thì ở đây tôi sẽ chọn luôn là cái Chrome. Tôi sẽ thêm cái ví Harmony One Wallet vào trình duyệt Chrome. Quý vị chọn thêm vào Chrome. Chọn thêm tiện ích. Rồi thì quý vị sẽ thấy cái biểu tượng Harmony Extension Wallet nó xuất hiện trên cái góc bên trên màn hình bên tay phải. Và quý vị có thể vào bật nó lên. Đó, tôi đã bật nó lên. Bây giờ tôi sẽ chọn đến cái ví và tôi cài đặt. Ở bước này quý vị đặt tên cho ví. Chọn credit. Ô thứ nhất quý vị nhập mật khẩu. Ô thứ hai quý vị xác nhận lại mật khẩu. Quý vị tích vào ô I understand. Quan trọng nhất quý vị cần phải copy cái dãy 12 ký tự này để lưu lại thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm lộ. Tôi sẽ lưu cái dãy 12 ký tự này lại. Lưu xong, quý vị chọn next. Ở ô này quý vị hãy xác nhận lại dãy thứ tự 12 cái ký tự mà quý vị vừa lưu. Chọn xong quý vị click vào like. Bước này quý vị đặt cái mã pin cho cái app ví. Quý vị xác nhận lại pin một lần nữa. Ok. Vậy là một cái ví One Wallet đã được tạo thành công. Quý vị lưu ý địa chỉ ví chạy trên cái mạng lưới Harmony nó bắt đầu bằng từ One. Quý vị có thể nhận các token từ bất cứ các sàn nào mà nó chạy trên cái mạng lưới Harmony. Ở đây quý vị có thể chọn vào Deposit để lấy địa chỉ ví. Và để gửi thì quý vị chọn vào Send. Quý vị có thể lấy cái Private Key để đồng bộ sang cái ví MetaMask. Thì tất cả các dữ liệu từ cái ví Harmony này nó cũng sẽ được hiển thị lên ví MetaMask, với điều kiện là quý vị cần thêm cái mạng lưới Harmony Mainnet vào ví MetaMask.
Trường hợp quý vị sử dụng ví MetaMask thì quý vị có thể đảo địa chỉ. Ví dụ ở đây tôi sẽ copy cái địa chỉ ví MetaMask và tôi vào cái explorer.pop.one, rồi tôi dán cái địa chỉ bên ví MetaMask vào thì nó sẽ tự chuyển sang một cái, nó sẽ tự hiển thị một cái địa chỉ ví bắt đầu bằng từ one đó, và tôi chọn mạng lưới ETH thì nó lại sẽ hiển thị cái địa chỉ ví bắt đầu bằng đọc không. Cả hai địa chỉ này tuy khác nhau nhưng đều là một, thì quý vị có thể gửi coin token đến một trong hai địa chỉ đều có thể được. Bây giờ tôi sẽ vào cái ví One, tôi sẽ lấy cái địa chỉ ở đây và tôi copy rồi tôi dán vào cái Explorer đó, thì nó cũng sẽ tự hiển thị cho quý vị một cái địa chỉ ví bắt đầu bằng đầu không đó. Thì quý vị đảo thì nó lại trở lại cái địa chỉ ví bắt đầu bằng đầu One đó. Thì cả hai địa chỉ ví tuy khác nhau nhưng đều là một đó. Trường hợp quý vị muốn chuyển coin token từ các sàn DeFi về cái theo cái mạng lưới Harmony thì bắt buộc quý vị phải sử dụng cái địa chỉ ví nó bắt đầu bằng đầu One đó, thì quý vị mới có thể chuyển được. Còn quý vị chuyển giữa các ví với nhau thì quý vị có thể sử dụng bất cứ địa chỉ ví nào, đầu không hoặc là đầu One đều có thể được. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy đăng ký, nhấn like, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất.